Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Tử vong nữ thần, lẽ nào là sát thủ bóng đêm, được đại lục phương Tây gọi là thích khách mạnh nhất đó sao? Hơi, Chu Càn Khôn vậy mà mời được cô ta hay sao? Họ là kia, hãy nhìn đi. Tôi không tin, ngay cả cự đầu quốc tế như là tử vong nữ thần cũng không trị được cậu. Không hổ là sát thủ nổi tiếng của quốc tế, vậy mà ngay cả khí tức cũng đủ chí mạng. Xem ra hôm nay không cần mình đích thân ra mặt, Lạc Vô Cực này chắc chắn là sẽ chôn thân tại đây. Tử vong nữ thần, chào mừng cô. Cô đến thật là đúng lúc, chính là người này xâm phạm vào Chu gia, giết con cháu của tôi. Xin cô nhất định là phải thay tôi xé xác cậu ta. Chu tiên sinh không cần hoảng sợ. Bất luận kẻ địch là ai, bất luận kẻ đó là làm cái gì, chỉ có duy trì sự điềm tĩnh mọi lúc mới có thể. Người người, người giết rồng. Nghe nói cô muốn giết tôi. Này đại nhân giết rồng tôn quý, tôi vô ý mạo phạm anh. Xin anh tha thứ cho tội của tôi. Người, người giết rồng, vô ý mạo phạm xin tha thứ. Ơi, người ông gọi đến hình như không dám ra tay với tôi. Hay là tôi cho ông một cơ hội, ông nghĩ xem còn ai có thể giúp ông nữa không? Cậu rốt cuộc là ai? Một người chết có cần thiết phải biết hay không? Không, đừng giết tôi, không. Từ khi Sở Quyết Đấu Võ Lực thành lập tới nay, tổng cộng thu nạp là 8 vị võ thánh. Mỗi người bọn họ đều là cao thủ tuyệt thế trải qua trăm năm lăn lộn, mà cuộc chiến ngày hôm nay lại chết hơn nửa. Sợ rằng từ nay về sau, võ đạo hoa bằng, không ai có thể tranh phong với Lạc Vô Cực. Để xuống, đó không phải là thứ ông nên chạm vào. Thế sao, cậu lẽ nào còn muốn ra tay với tôi chắc? Đừng tưởng cậu đánh thắng đám võ phu này thì vô địch thiên hạ. Côn Luân kiếm cung tôi ở giới tu pháp là tồn tại cực kỳ nổi tiếng. Không phải là nơi mà một Lạc Vô Cực còn con như cậu có thể chọc vào. Cơ hội cuối cùng của ông đã dùng hết rồi. Tôi ngược lại muốn nhìn xem một người theo võ đạo như cậu sẽ đối kháng với người tu pháp cấp thần thông như tôi kiểu gì. Giết. Lạc Trần, cậu thật là giỏi. Vừa rồi tôi còn rất là hối hận, lúc đầu tại sao không đối xử tốt với cậu. Không ngờ cậu trong nháy mắt thì đắc tội với Côn Luân kiếm cung. Hôm nay cho dù cho cậu 10 cái mạng, cậu cũng không sống được. Ai nói với tôi, ai nói với ông, cái tôi tu là võ đạo. Di hình. Hoán ảnh. Cậu lại là người tu pháp. Phản ứng cảm thấy kinh ngạc là tôi mới đúng. Trải qua nhiều lần chiến đấu như vậy, người có thể bị thuật di hình hoán ảnh đánh trọng thương, ông vẫn là người đầu tiên. Khốn kiếp, dám đùa giỡn với bản tọa như vậy. Tôi nhất định là phải xé xác cậu ra. Đi. Thần thông tam giai. Ơi, một kích vừa rồi tuyệt đối có cấp bậc thần thông tam giai.
Nạp Lạc Vô Cực này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Xong xong rồi, ngay cả kiếm tiên cũng không đánh lại Lạc Trần này. Nhà họ Thẩm mãi mãi không có ngày trở mình rồi. Tiền bối, tiểu nhân biết sai rồi. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn va chạm với cậu. Mong cậu đại nhân đại lượng, tha cho tôi một mạng. Phục rồi sao? Phục sát đất rồi. Thằng nhóc này quả nhiên rất trẻ. Chỉ cần hôm nay hắn ta tha cho mình phải trở về Côn Luân triệu tập cứu binh. Đến lúc đó, cho dù là Lạc Vô Cực cậu có giỏi hơn nữa, cũng tuyệt đối không ngăn được nửa giận của sư tôn. Nếu đã phục rồi, vậy thì yên tâm đi chết đi. Cái gì? Tôi đã đầu hàng rồi. Cậu không thể nào giết tôi, điều này không hợp quy tắc. Quy tắc của tôi mới gọi là quy tắc. Sư phụ, Côn Luân Kiếm Cung và núi Thanh Thành chúng ta kết minh đã trăm năm, hiện nay Hư Kình Thiên đã bị giết. Thanh Mang tự xin xuống núi, thay hắn báo thù mong sư phụ cho phép. Cánh tay vảy rồng của con sớm đã đại thành, đã đến lúc cho con một phen thử luyện rồi. Đi đi, có điều cần phải cẩn thận, người có thể giết Hư Thiên Kình, Hư Kình Thiên tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Nói đi, chuyện trò chơi khủng bố cô biết bao nhiêu? Đại nhân giết rồng, anh thật là đủ thẳng thắn. Có điều tôi biết bao nhiêu không quan trọng, điều quan trọng là anh muốn biết bao nhiêu. Thù nào là sát thủ, tình báo là thứ quan trọng nhất trừ sinh mạng. Tôi không thích vòng vo, có điều kiện gì cô cứ nói thẳng đi. Đồng minh, chỉ có đối mặt với minh hữu, tôi mới có thể chia sẻ những thông tin không dễ gì có được một cách không ngần ngại. Khế ước như nào? Hình thức sao cũng được, tôi tin người giết rồng coi trọng lời hứa như vàng. Minh ước thành công, vậy tôi cũng nói thật. Thật ra lần này đến Hoa Bằng chính là vì chuyện trò chơi khủng bố. Ồ, dựa theo những tài liệu tôi từ trong thư viện lịch sử đọc được, trò chơi khủng bố tồn tại ở trong lịch sử phương Tây khá lâu. Không ít nhân vật lớn có sức ảnh hưởng to lớn đối với nền văn minh phương Tây, hình như đều là người chơi của nó. Mà tôi ở trong trò chơi cũng từng gặp người phương Tây mấy lần. Rõ ràng tình huống này không chỉ xảy ra ở phương Tây. Để chứng minh suy đoán của bản thân, lần này tôi đặc biệt đến điều tra mộ giản Tần Hoàng xuất thổ mới nhất của Hoa Bang các người. Bên trong quả thật là ghi chép lượng lớn chuyện liên quan tới trò chơi khủng bố. Nhưng dựa vào số lượng của người cổ đại, kết hợp với tỷ lệ tử vong ở trong trò chơi, theo lý thì không nên có nhiều kỷ lục như vậy. Điều duy nhất có thể nói thông chính là trước khi số lượng người cận đại bạo phát, gần như là đại đa số mọi người đều từng tham gia trò chơi khủng bố. Mục đích bọn họ làm như vậy là gì? Tinh thần chi tâm. Dựa theo tính toán của giới khoa học hiện nay, trong vũ trụ có khoảng 22 mũ 7 nhân 10 hành tinh. Dù là sự tiếp nối của trí tuệ và sinh mệnh, chỉ dùng tỷ lệ cực thấp xuất hiện ở xung quanh hành tinh của những hành tinh này, vậy thì chỉ ở trong hệ ngân hà, chắc số lượng nền văn minh cực lớn tồn tại. Nhưng cho tới hiện tại, cả tinh không vẫn là một khoảng lặng. Nguyên nhân thật sự chính là những hành tinh có sự sống đó thiếu hụt tinh thần chi tâm, quan trọng nhất để tiếp diễn sinh mệnh. Thứ này đặt ở tiên giới là cả một vũ trụ, đều là tồn tại như là trí bảo vô thượng. Tuy Thái Hoàng Kinh được mệnh danh là công pháp mạnh nhất vạn cổ, nhưng có một vài khuyết điểm. Nếu có thể có được tinh thần chi tâm bù đắp vào, cuộc chiến cuối cùng kiếp trước cũng sẽ không bị mấy kẻ vong ân phụ nghĩa kia hại. Trò chơi khủng bố không ngừng thu nạp người chơi chính là để tìm kiếm người thích hợp cho tinh thần chi tâm. Còn mục đích sâu xa hơn tôi cũng không biết. Làm sao tìm được người được chọn thích hợp này? Chỉ thông qua trò chơi hay sao? Phải. Nhưng không đúng hoàn toàn. Thật ra trò chơi chia thành hai loại. Loại thứ nhất là bị trò chơi triệu hoán vào, có thể hiểu làm chọn đại. Do vậy tân thủ nhiều, cho nên phải trải qua rất nhiều vòng loại,
mới có thể thu hút được chú ý của chủ trò chơi. Mà loại thứ hai lại cần người chơi chủ động tham gia. Trò chơi khủng bố sẽ tiết lập ải trò chơi ở các nơi trên thế giới. Bình thường chỉ có người có cấp bậc đỉnh tiêm hoặc là khá tự tin về thực lực của mình mới dám đi vào sâu. Đương nhiên, nguy hiểm càng cao, lợi ích nhận được đương nhiên cũng càng phong phú. Tôi tiết lộ thêm một thông tin cho anh, tôi nghĩ anh chắc chắn là sẽ thấy hứng thú. Ải trò chơi bố trí ở Hàn rất nhanh sẽ mở ra. Nghe nói phần thưởng của người chiến thắng lần này chính là manh mối của tinh thần chi tâm. Nói như vậy, cô đến Hoa Bang là để tham gia tuyển chọn lần này sao? Tôi sao bỏ đi? Tuy tôi tự nhận không yếu, nhưng đối mặt với cường giả thật sự vẫn kém một chút. Cường giả thật sự ví dụ con trai của Lang Vương Tuyết Quốc, Tô Lốt. Anh ta cũng là một trong những tuyển thủ hạt giống của lần tuyển chọn lần này. Ồ, xem ra cường giả như này không chỉ có một. Không sai. Có điều với thực lực của anh nàng, chắc sẽ không có quá nhiều vấn đề. Nói không chừng dựa vào cuộc chiến này, anh nàng còn có thể ở trong số người chơi đầu bảng giành được vé. Có ý gì? Lẽ nào anh muốn đối địch với thế lực đứng sau trò chơi khủng bố? Tôi giống như đang nói đùa lắm sao? Lạc tiên sinh, tôi biết thực lực của anh bất phàm, nhưng tôi vẫn muốn khuyên anh một câu. Trong nghìn năm nay, đã sinh ra vô số cường giả của thế giới này, mà trò chơi đáng sợ có thể kéo dài đến bây giờ, đủ để chứng minh nó không chấn động. Đó là vì chưa gặp được tôi. Điên rồi, tên này tuyệt đối là bị điên rồi. Đối đầu với trò chơi đáng sợ, lại tuyên chiến với tất cả người chơi. Nếu đã như vậy, thế thì tôi cáo từ trước. Không thể nào ở lại nơi này lâu được. Ở cùng với tên nguy hiểm như này, sớm muộn cũng sẽ rước họa vào thân. Tôi biết cô đang nghĩ cái gì. Rất đáng tiếc cô đã bỏ qua một cơ hội tốt. Cơ hội tốt? Cơ hội muốn đi tìm cái chết hay sao? Lạc tiên sinh, tôi và anh đều là đồng minh, xem như tôi hủy khế ước trước. Để bồi thường, tôi sẽ cung cấp cho anh một vài sự giúp đỡ nhỏ. Một tiếng sau sẽ có người đến gặp anh, hắn có liên quan đến trò chơi đáng sợ này. Tôi chỉ nói được như vậy thôi, chúc anh may mắn. Hy vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ không trở thành kẻ địch của nhau. Xin chào Lạc tiên sinh, tại hạ là Tống Tại Húc. Cao Nì, tôi nói là tính. Có gì thì nói thẳng. Tống Tại Húc tôi có thành ý mời Lạc tiên sinh kết đồng minh. Nam thuyền anh có thể bảo vệ chu toàn cho Tống gia tôi trong trò chơi đáng sợ. Lại là kết đồng minh, nữ nhân giới thiệu anh qua đây, nghĩa nào không nói gì với anh hay sao? Đương nhiên, tôi chính là biết Lạc tiên sinh không muốn thần phục trò chơi đáng sợ, vì thế mới đến tận nhà. Trước đây tôi cũng đã tìm qua không ít người, nhưng không ai dám tiếp nhận vụ làm ăn này. Nói ra nghe thử, trò chơi đáng sợ thiết kế ở Cao Nì, có lẽ anh cũng đã nghe qua rồi. Thật ra trò chơi lần này quy tắc rất là đơn giản. Tất cả những người chơi tham gia thi đấu cùng nhau tranh đoạt đầu nâu thủy tinh ở trong cửa tinh thần. Có lẽ là tiên sinh đã phát hiện ra điểm khác biệt rồi. Năng lượng ở trên người của tôi không phải là nội kình, cũng không phải là linh lực, mà là một loại được gọi là dị năng. Tôi có thể hô mưa gọi gió ở Cao Ly chính là vì dị nhân cấp 6 này. Dị nhân cấp 6? Cái gọi là dị nhân không phải là võ đạo hay là pháp tu của Đông Phương, cũng không phải là thần lực hay là huyết mạch viễn cổ của phương Tây, mà là nhân thể của người sau khi khai thạch được tiềm năng, sở hữu một loại năng lực đặc thù. Dị nhân tổng cộng là có 9 cấp, cấp 1 là cấp đầu tiên, cấp 9 là cao nhất. So sánh mà nói, dị nhân cấp 3 tương đương với tông sư của Hoa Bang các người, trên cấp 5 mà là cấp thần thông. Nhưng mà dị năng của tôi không phải là do bản thân tôi có được, mà là dựa vào một cái giếng thánh ở Tống gia.
Những chuyện không trùng hợp là mục tiêu công kích của trò chơi lần này là đầu lâu thủy tinh sẽ xuất hiện ở trong giếng thánh. Vì thế ông lo lắng người chơi khi kết cướp đoạt đầu lâu thủy tinh sẽ phá vỡ cái giếng này sao? Không sai. Đồng thời theo như tôi được biết lần này, tham gia trò chơi ít nhất là có 8 vị dị năng cấp 8. Tôi biết chuyện này vô cùng nguy hiểm. Vì để biểu đạt thành ý của tôi, tại hạ đặc biệt chuẩn bị cái này cho Lạc tiên sinh. Đây là... Vật này tên là dị quả, một trong những nguồn năng lượng chủ yếu của dị nhân. Chỉ cần hoàn thành một vài nhiệm vụ đã định sẵn ở trong trò chơi thì sẽ lấy được. Hiện tại đa số dị nhân ở trên thế giới này đều thông qua con đường này mà sinh ra. Nhưng mà dị quả trong tay của Lạc tiên sinh không phải đến từ trò chơi đáng sợ, mà là của giếng thánh tống gia. Truyền thuyết sau khi quan lớn, một trong sáu yêu vật lớn chết đi, sẽ do nó cái thế yêu lực từ từ ngưng kết ra. Thứ này nhìn có vẻ giống với thần chủng, chỉ là năng lượng lúc cao lúc thấp không ổn định. Nhưng mà trò chơi đáng sợ có dị quả bản thân tự sáng tạo ra, đấy quả thật là có chút bất ngờ. Ok, tôi nhận chuyện này rồi. Đa tạ Lạc tiên sinh, tại hạ vô cùng cảm kích. Thế thì tôi sẽ đi chuẩn bị đón Lạc tiên sinh đi đến Cao Ly. 2 ngày sau. Alo, Lạc tiên sinh. Mấy hôm trước có phải cậu đã giết Hư Kình Thiên của Côn Luân Kiếm Cung hay không? Bây giờ người tu pháp của Côn Luân Kiếm Cung và núi Thanh Thành đều đang tìm cậu khắp nơi để báo thù. Nghe nói núi Thanh Thành thậm chí còn phái đệ nhất thiên tài của bọn họ Thành. Nói với bọn họ không cần tìm tôi đang ở Phủ Châu Cao Nì. Tôi không có ý đó. Hai. Ở đây nè, trò chơi đáng sợ. Không phải chứ, hôm qua tôi còn chạy trốn khỏi chỗ chết, sao bây giờ lại tới nữa rồi? Ơi, người ở đây hình như là nhiều hơn không ít. Hoan nghênh các vị đã đến với trận chiến tranh đoạt công lao lần này. Chỉ có ở đây giành được đủ điểm số công lao mới có tư cách tham gia thí luyện tiếp theo, tìm kiếm đầu lâu thủy tinh. Bây giờ trên người của mỗi người đều có 10 điểm công trạng do hệ thống phát tự động. Điểm công trạng có thể thông qua giao dịch hoặc là cướp đoạt tiến hành chuyển đổi. Đạt tới 10.000 điểm công trạng sẽ có được tư cách thí luyện tìm kiếm bộ xương thủy tinh. Công trạng về không thì bị loại. Thời hạn là 12 tiếng bắt đầu từ bây giờ. 10 điểm công trạng đùa, nếu dựa vào cướp ít nhất là phải đánh bại 1.000 người. Bộ xương thủy tinh gì đó, tôi căn bản là chưa từng nghĩ sẽ tham gia. Có thể trực tiếp từ bỏ hay không? Nếu tôi giao điểm công trạng cho người khác cũng sẽ bị loại hay sao? Mọi người không cần phải lo lắng, dù bị loại ở trong cuộc chiến tranh đoạt điểm công trạng cũng sẽ không bị giết. Nếu có ai muốn từ bỏ, trực tiếp giao dịch toàn bộ điểm công trạng cho người khác là được. Phương thức giao dịch cũng đơn giản, chỉ cần ở trong đầu tưởng tượng đối tượng giao dịch, nói ra con số tương ứng, cộng điểm công trạng muốn giao dịch nào hoàn thành. Cướp đoạt thì không cần tôi phải nói nhiều nữa, khiến đối phương mất đi năng lực hành động hoặc là chết là được. Những gì tôi có thể nói chỉ có nhiêu đó, những chuyện còn lại mọi người từ từ cân nhắc đi. Đồ, đây là đại phát lương tâm hay sao? Thật là hiếm có. Không ngờ trò chơi khủng bố này vậy mà còn có cách chơi ôn hòa như vậy. Một người 10 điểm công trạng, tất cả người ở đây cộng lại e rằng cũng không tới 3.000 điểm. Nếu dựa vào quy tắc của bí cảnh tiên giới, chắc còn có khu vực thí luyện cao hơn mới đúng. Đại ca, có gì từ từ thương lượng, anh muốn điểm công trạng thì tôi cho anh, cầu xin anh đừng giết tôi. Trò chơi này thật là quá tuyệt, không có thứ tự, không có pháp luật, thật sự là lạc viên.
giết người hoàn mỹ. Điểm công trạng. Ông đây không cần điểm công trạng. Hôm nay tôi muốn giết cho thoải mái. Dị nhân cấp 4, đây không phải là thôn tân thủ hay sao? Sao lại có loại người chơi cấp cao như này? Đừng cảm thán nữa, chạy mau. Muốn chạy ư? Trên thế giới này còn chưa có ai có thể chạy thoát dưới mí mắt của tôi. Cách 100 cây hình như còn có thành trì, số người khoảng trên 10.000 người. Người ở đó chắc có không ít điểm công trạng. Qua đó xem thử. Mắt con, cậu đang phớt nờ tôi sao? Cậu tìm chết. Lôi thôi. Chỉ dựa vào uy áp thì có thể miểu sát dị nhân cấp 4. Thật là một người thú vị. Điểm công trạng không đủ 100 điểm, không thể vào trong. Ồ, anh có bao nhiêu điểm công trạng? 320, làm sao? Vậy đánh cục anh thì tôi có thể đi vào rồi nhỉ? Cậu, láo tuét, một tân thủ, chỉ có mấy chục điểm công trạng còn, cũng dám ngang ngược xông vào thành Kim Phong. Cậu có biết thành chủ của chúng tôi là dị nhân cấp 5 hay không? Giao dịch 100 điểm công trạng. Điểm công trạng của tôi cho anh ta rồi, có thể để chúng tôi đi vào rồi chứ? Cái này, đi thôi. Vừa rồi tại sao lại giúp tôi? Chúng ta hình như không quen biết nhỉ? Bây giờ không phải là quen biết rồi sao? Ấy, câu hỏi đầu tiên mới là trọng điểm. Được rồi, vậy thì giới thiệu một chút. Tôi là Chibakiko, là dị nhân cấp 3. Vừa rồi cùng với anh, ở cùng một nơi đăng nhập trò chơi, bởi vì nhìn thấy anh miểu sát kẻ tàn sát kia, cho nên muốn ôm đùi của anh. Ồ, có lẽ nào cũng muốn tranh đoạt mộ xương thủy tinh. Không không, nghĩ cũng không dám nghĩ, tôi đơn thuần chỉ là muốn điểm công trạng. Điểm công trạng này không chỉ có tác dụng khảo hạch thí luyện, còn là tiền tệ duy nhất ở trong trò chơi khủng bố. Bao gồm lực lượng huyết mạch và năng lực mạnh mẽ ở trong quả dị nhân đều có thể dùng điểm công trạng để đổi lấy. Anh không sao chứ? Không, không sao. Anh đẹp trai, cô gái xinh đẹp này, hai người đừng đi về phía trước. Bây giờ trong thành có một người tu pháp của Hoa Bang đang tàn sát khắp nơi. Vừa rồi, 8 dị nhân cấp 4 liên thủ cũng bị kẻ đó giết chết rồi. Người tu pháp của Hoa Bang? Phải, hình như tên là Thanh Mang gì đó. Thanh Mang, vậy mà thật sự tìm tới Hàn rồi. Đi thôi, chúng ta nhanh chóng vào thành. Thành chủ đại nhân, thành chủ ngài không sao chứ? Ơi, đường đường là thành chủ Kim Phong, vậy mà lại hèn yếu như vậy. Xem ra nói là dị nhân cao là nhưng cũng chỉ là một đám ô hợp bất tài mà thôi. Chết tiệt thật đấy. Tư Mật Đạt, tên tu phép Hoa Bang này thực sự quá là kiêu căng rồi. Đúng vậy, hay là chúng ta cùng nhau xông lên đi, đánh luân phiên cũng có thể giày vò hắn đến chết. Đừng manh động, nghe nói kẻ đó đến từ núi Thanh Thành ở Cổ Não. Ở trong giới tu pháp của Hoa Bang được gọi là chiến pháp tông môn. Hắn tu luyện hai cánh tay phải kỳ nhân, cho dù không có linh khí thì cũng có thể đánh được uy lực mạnh vô song. Nếu như không thể nào hoàn toàn áp chế được hắn thì cho dù có nhiều người cũng vô dụng. Ta rất là tò mò đấy, đám dị nhân cao lệ các người vô dụng như vậy. Vậy thì tên thành chủ Kim Phong này có thể mạnh đến đâu được chứ?
Ngươi đoán xem. Dị nhân của cao nạ đều là giác gờ. Ngươi nói vậy à? Đó là thần linh đại nhân của thành Kim Phong, Lam Thiền Thượng Nhân. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có người có thể xử lý được cái tên hoa bang vậy kỳ lân kia rồi. Cố sức mạnh này nè. Má nói chứ, sao trong thành này lại có dị nhân cấp 8 chứ? Chết mất thôi. Nếu như đã phát hiện ra được thực lực của ta, thì tại sao lại còn chạy hả? Cứ chống cự một cách vô ích như thế thì chỉ khiến cho ngươi càng thêm đau đớn. Tiền bối tha mạng, ta sai rồi, tiền bối tha mạng. Chỉ có chút sức mạnh thế thôi à? Núi Thanh Thành ở giới tu pháp Hoa Bằng cũng coi như là môn phái nổi tiếng chứ nhỉ? Không ngờ rằng lại có tên phế vật như thế này. Được rồi, quỳ xuống và giao công huân ra đây. Sau đó thừa nhận việc pháp thuật của lũ hoa bang các người đều là cướp từ cao lệ bọn ta. Các người chính là rác rưởi, thì ta sẽ bỏ qua chuyện này. Vâng vâng, pháp thuật của hoa bang đều là rác, đều là học trộm từ cao lệ. Cầu xin tiền bối tha cho ta. Đúng là con chó ngoan, cút đi. Không hổ danh là thần linh, đúng là khiến cho dị nhân cao lệ chúng ta hả giận. Pháp thuật của lũ hoa bang là rác rưởi, đều học trộm từ ta, còn dám kêu căng ở cao lệ, đúng thực là ấy. Đầu má, đứa nào dám đánh tao? Cái đám tiếp diêu các người cũng dám nói pháp thuật hoa bang bọn ta ăn trộm từ các người ư? Ồ, xem ra ngươi muốn thay con chó đứt đuôi kia đòi lại công bằng à? Sai rồi, ta là thay mặt hoa bang. Lạc tiên sinh, ngài làm gì vậy? Đối phương là dị nhân cấp 8 đấy. Không sao, nếu như muốn thu hút sự chú ý của trò chơi khủng bố, thì tên dị nhân cấp 8 này đúng là đúng lúc hợp yêu cầu. Vậy thì ngược lại, là tên thuộc môn phái nào ở Hoa Bang vậy? Ta chính là một phái riêng. Ồ, vậy chính là kẻ tu luyện không truyền. Ngay cả môn phái có tiếng của Hoa Bang các người đều không phải là đối thủ của ta, thì một tên không chuyên cũng dám đối đầu với ta. Hay thử xem. Chết đi. Dừng lại. Sao thế? Cơ thể không thể nào cử động được nữa. Chiêu hắn phóng thích ra không phải chỉ là pháp thuật định thân cơ bản nhất thôi ư? Sao có thể chứ? Nghe kỹ đây, pháp thuật của hoa bang bọn ta. Chỉ cần nói một chữ đã vang động đất trời, chân ngôn áp chế bốn phương. Nào có thể cho tên tiếp diêu như ngươi khinh thường.